nhằm lập lại trật tự đô thị, tạo đường thông hè thoáng, hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra trên đèo dốc, các tuyến đường ven biển. Những ngày qua, các phường ven biển quận Sơn Trà đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán, ngăn chặn du khách cho khỉ ăn và đẩy đuổi các xe bán hàng rong dọc tuyến đường bán đảo Sơn Trà. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Dọc tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, phía sườn núi có nhiều quán nước, xe đẩy ven đường. Cá biệt có điểm buôn bán kết hợp giữ xe cho khách xuống tham quan bãi trạm. Như quán nước di động này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, mà còn tự ý trông giữ xe trái phép, cản trở du khách xuống bãi cát tham quan ngắm cảnh. Cái bán đảo Sơn Trà là cái nơi sinh thái đồ, để cho người ta đi tham quan nhìn đồ. Tôi thấy bán như thế này là không có đúng, nó không có trật tự gì hết, nó giống như mà cái hàng mà không có nề nếp gì cả. Cho nên tôi đề nghị là quận Sơn Trà nó là làm liên tục, phải làm triệt để, làm sao cho người dân có cái chỗ người ta chiều hay là tối ngắm biển, ngắm núi đồ. Đây là cái bán đảo rất là đẹp, cho nên mình là người con cháu quận Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng nên mình cố gắng mình phải duy trì tốt, chứ không vì mấy đồng bạc của người ta mà đi bán, khách du lịch người ta tới người ta nhìn ra cái gì. Phương Thọ Quang cho biết đây là quán của bà Đinh Thị Dương Châu, trú tại tổ 70 phường Đại Hiên Đông, đến khu đất trống của công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Savico, trải bàn ghế dọc đường xuống bãi trạm để bán trà nước, thu tiền giữ xe. Mặc dù chính quyền nhiều lần đẩy đuổi dọc tuyến ra quyết định xử lý trường hợp này, nhưng điểm kinh doanh này vẫn tái diễn. Ủy ban nhân phường cũng đã khuyến cáo nhiều lần với hộ dân và đã nhắc nhở nhiều lần, lập biên bản nhiều lần, nhưng mà đến nay thì vẫn xảy ra. Nên là Ủy ban nhân phường cũng đã chỉ đạo lực lượng ra quân quyết liệt để xử lý, để dứt điểm những tình trạng bán hàng rong trên bán đảo Sơn Trà. Nếu như phường Thọ Quang chọn đầy đủ hàng quán kinh doanh dọc tuyến bán đảo Sơn Trà, thì phường Phước Mỹ tập trung tuyên truyền nội dung chỉ thị 16 của quận ủy Sơn Trà về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng an toàn lao động, trật tự đô thị trong khu dân cư, các tuyến đường ngang gần đường ven biển, các điểm kinh doanh tập trung nhiều du khách, tổ chức các mũi ra quân đồng loạt kết hợp mật phục vào những ngày cao điểm để xử lý hành vi chèo kéo khách, đối tượng bán hàng rong không đúng quy định. Phước Mỹ là cái đặc thù là phường ven biển, tình trạng bán hàng rong và để xe dưới lòng đường của Nguyên Giáp rất là nhiều. Từ khi triển khai chúng tôi đã xử lý triệt để cái tình trạng là để xe dưới lòng đường. Còn hàng rong thì chúng tôi lập kế hoạch từng đêm tôi ra quân xử lý dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, rồi Hồ Nghinh, Lâm Hoành và đặc biệt là khu vực nhà khách Quốc Hội. Nên hiện nay tình trạng bán hàng rong cũng được giảm thiểu và thời gian tới chúng tôi tiếp tục ra quân xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, để xe dưới lòng đường và đặc biệt là hàng rong, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Với khẩu hiệu truyền thông sâu rộng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, không có quảng cáo sao vặt, không cần lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán và tạo đường thông hè thoáng, các phường ven biển dịp này sẽ quyết tâm triển khai có hiệu quả chỉ thị 16 của quận Sơn Trà để thực sự là điểm đến du lịch an toàn, văn minh, hiện đại, thu hút nhiều du khách gần xa.